Hiện nay siêu âm là một trong những phương pháp phổ biến, an toàn và hiệu quả để theo dõi sức khỏe cho mẹ và thai nhi. Siêu âm định kỳ là cách tốt nhất để đánh giá sự phát triển của thai, tính toán chính xác ngày sinh cũng như theo dõi, phát hiện sớm những bất thường về cấu trúc và chức năng các bộ phận của thai nhi. 40 tuần chờ đợi con yêu quả là rất dài, nên chúng tôi hiểu rằng các bạn luôn mong ngóng được đi siêu âm. Giây phút được nhìn thấy bé yêu khỏe mạnh qua màn hình máy siêu âm là một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của bố mẹ. Đặc biệt, chúng tôi nắm bắt tâm lý bạn mong muốn có một kết quả siêu âm thật rõ nét, chính xác và sự tư vấn cụ thể. Đến với Trung tâm Can thiệp Bào thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ siêu âm tốt nhất với những điều sau. Thứ nhất, phòng siêu âm riêng tư dành riêng cho vợ chồng bạn. Phòng siêu âm hiện đại bậc nhất với ánh sáng dịu nhẹ tiêu chuẩn châu Âu, mang lại cảm giác thư thái cho mẹ bầu. Không gian riêng tư đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh khắt khe. Giường nằm trang bị hiện đại, ga trải giường dùng một lần dành cho bà bầu, và trong phòng luôn đặt sẵn một chiếc ghế ngồi cạnh giường siêu âm dành cho người nhà đi cùng vào xem em bé. Thứ hai, máy siêu âm 4D, 5D tốt nhất thế giới. Máy siêu âm Voluson E10 hãng GE Healthcare, hình ảnh vô cùng rõ nét, sinh động và chân thực, nên giúp phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh ngay từ quý 1 của thai kỳ. Thứ ba, quan trọng hơn cả là bác sĩ chuyên gia sẽ siêu âm cho bạn. Trung tâm quy tụ đội ngũ chuyên gia cao cấp chẩn đoán trước sinh, giúp bạn có một kết quả siêu âm chính xác cùng với những bức hình em bé đẹp nhất cho bạn. Các chuyên gia, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, bác sĩ cao cấp Dương Hồng Trương, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Trí, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sim, bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Thị Lý, vân vân. Thứ tư, dịch vụ trả kết quả thông minh. Trung tâm có nhân viên đánh máy chuyên nghiệp, nhẹ nhàng, tận tình, chu đáo, nên khi quá trình siêu âm của bạn hoàn tất, 100% kết quả của bạn được in ra ảnh màu sắc nét. Đặc biệt, trung tâm sẽ tặng bạn một video siêu âm 5D bằng cách chia sẻ vào máy điện thoại cho bạn ngay khi bác sĩ siêu âm xong, giúp bạn có thể lưu giữ và ngắm bé yêu mọi lúc, mọi nơi. Thứ năm, tư vấn kết quả tận tình và chu đáo, giúp mẹ bầu hiểu rõ về tình trạng mang thai. Trung tâm Can thiệp Bào thai luôn đồng hành cùng bạn vì một bào thai khỏe mạnh và hơn nữa. Hotline 08 1900 1200, địa chỉ tầng 1 nhà D, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cổng số 1, ngõ 80 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, cổng số 2, 929 D La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. http://trung tâm can thiệp bào thai.com. Facebook: Trung tâm Can thiệp Bào thai.